Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục show cho anh em xem một số acc rất là ok. Đến với card đầu tiên lên vào 72 KD 1.5, hạ gục 2800 kim, còn gần 400 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên nhé. Acc này cũng rất là ok luôn, dinh trắng, acc đã full vòng AK47 Transformer. Chung acc dinh trắng thì về anh em đọc việc điền thôi, còn acc dinh full thì về phải đổi thông tin rồi có khi phải khóa mất vài ngày nếu mà acc không đầy đủ thông tin. Rồi tôi sẽ vào show kho đồ lại. Acc đã full vòng AK Transformer, 14A1 Bonbit, Barret Aurora, Barret Transformer, cây Kuribit để anh em đi nơi về Barret nhé. Rồi Akazosa, Mauser, BCAC, Nobel Dragon. Rồi có thêm lục đồ bò băng cũng khá là ok. Rồi nông gà lắm mới, set Wukong, Kuri, rồi M37, búa sắt các kiểu. Nhân vật thì cũng rất là ngon nhé. Đã có con AOE và con Zot ở hai vòng quay và con Soloko VIP. Thì vật phẩm thì cũng nhẫn và ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 5 sao, một dòng 4 sao rất là ok. Đây Thiên Phú Phú thì cũng úp tương đối rồi, gần mắc BVB. Đây vòng Bonbit thì mới quay một ô ra nhẫn là cũng tẩy ra hai dòng 5 sao, một dòng 4 sao. Vòng Akachan thì full rồi nha anh em nhé. Thì vòng M4 còn 4 ô nữa là full thôi, anh em nào mua về đầu tư cũng rất là ok nhé. Về acc dinh trắng, về đọc việc điền thông tin thôi. Đấy, tôi sẽ show lại kho đồ cho anh em xem. AK VIP, M4 VIP, Barret Chan, Barret Aurora, Quắm VIP, AK lục đầu bò. Nhân vật thì có Soloko VIP rồi nha anh em nhé. Nhẫn cũng ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 5 sao, một dòng 4 sao. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo nha anh em nhé. Thì card này cũng rất ok, level 85, đặc quyền VIP 5 và KD 1.49, hạ gục 16.000 kim. Nói chung là cũng rất là ngon. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Acc này thì lấy cả thẻ Viettel cũng được nhé, không nhất thiết phải chuyển khoản. Kho đồ thì đã full vòng AK Transformer, Barret Aurora, AK47 Zosa, AK47 Nobel Dragon, A12 Booster, xếp tổ ong. Cái này có 10 ngày thôi. Và có cung, cây cung Furibow. Cây này có cung là cũng rất là bá đạo rồi nha anh em nhé. Rồi một cây kiếm vàng Fury Ultimate Gold, Katana Transformer và Lâu Lan Song Kích thì cũng khá là hiếm. Set Wukong M4 đổi xu vinh dự, Anaconda Fire X3 luôn ạ. Rồi AK47 Gold. Acc này cực kỳ nhiều súng tím luôn nha anh em nhé, M200. Rồi một khẩu SMG đấy cũng rất là đẹp này, Team B Lula, Barret Spring, Gerrit X-Mark X2, búa sắt các kiểu, AWMZ Dragon xẻng trước. Rồi tôi sẽ vào sâu nhân vật thôi. Thì nhân vật thì ngon nhất là có con Gold nha anh em nhé, săn rất là khó này. Rồi con Gold, vật phẩm thì có nhẫn và cũng có hai dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Nói chung acc cũng rất là ok nha anh em nhé. Đấy, Thiên Phú thì cũng úp gần mắc BVB rồi, còn một ô nữa là mắc thôi. Vòng Akachan thì full rồi, vòng M4 thì cũng gần full nha, còn có 2-4-6 ô nữa thôi. Thì nói chung acc này anh em mua về rất là ok này, và đặc biệt lấy cả thẻ Viettel cũng được. Tôi show lại cho anh em xem nhé. Kho đồ thì full vòng Akachan, rồi có thêm cả cung nữa. Nhân vật thì có Gold, rồi nhẫn thì cũng ba dòng 5, hai dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Nói chung là rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi đến với card số 3 nha anh em nhé. Thì acc này lên vào 79 và KD 0.85, nhưng mà bắn cũng rất EQ thì có thể kéo KD được. Rồi còn 464 kim cương đủ để anh em mua cái thẻ đổi tên nhé. Thì tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Thì acc này cũng mấy trăm ca thôi, cái thẻ dinh. Thì kho đồ có M4A1 bit, AWM VIP, rồi MSG90 level 2, ZBK level 2, A12 Hellfire quay ở vòng M4, DE Thunder, Akazosa. Nói chung acc này cực kỳ nhiều súng cao, AK47, Nobel Dragon, 3Z, USB, BCAC, Nobel Dragon, dép tổ ong Việt Nam. Rồi Katana Transformer, súng tím thì có set Barret Belly, Quắm Akagon. Rồi xẻng X-Mark, Barret Spring 9A91S, Gerrit X-Mark, Jacking Bull X2 luôn ạ. Rồi búa sắt các kiểu. Nhân vật thì có AOE và con Soloko VIP nha anh em nhé. Nói chung là cũng rất là ngon luôn. Vật phẩm thì còn rất nhiều điểm thiên phú chưa úp. Nhẫn thì cũng ngắm kẻ địch hiện HP, một dòng 5 sao, hai dòng 4 sao. Chung là cũng rất là ok đấy. Thiên phú thì cũng úp tương đối rồi. Tôi sẽ vào sâu vòng quà cho anh em xem. Thì đổi thông tin vô tư.
Vòng bon bít có 5 ô là full, vòng Agachan thì mới quay 3 ô thôi, và vòng M4 thì còn 4 ô, nhưng mà giá A12 Hellfire trước cũng rất là ok, được thêm một VIP. Và tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Tôi tiếp tục đến với cạc cuối cùng nha anh em nhé. Thì cạc này level 56 thôi, KD 1.18. Thì tôi sẽ vào sâu kho đồ cho anh em xem. Thì cạc này cũng mấy chục ca thôi. Có một khẩu USB bá tước và một cái roi nữ hoàng là hai vũ khí cam. Rồi có M4 này, rồi 6 lòng, Kuri và một số súng tím. Và có thêm 3 Z đen nữa nha anh em, cũng rất là ok. Và ngon nhất thì có hai con nhân vật thôi, con rốt 2017 rất là hiếm và con AOE. Vật phẩm thì 15 đá thức tỉnh thông sơn. Và cũng đã mua sẵn thẻ đổi tên cho anh em nhé, mua về đọc việc đổi tên thôi. Đấy, kho đồ chỉ có thế thôi. Thiên phú thì cũng úp được một ít rồi. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi nhé. Anh em nào mua ạc thì inbox Zalo tôi.